Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ 30/4/5. Thì không biết các bạn dùng thời gian này để làm gì. Mình đợt nghỉ lễ này mình không về quê vì mình không đặt được vé tàu, mà đi xe thì sợ rất là đông. Vì thế mình quyết định ở lại để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Mình thấy quãng thời gian ở lại này rất là hợp lý. Thay vì ngồi và nghĩ để post thì mình có thể nằm thoải mái thư giãn đầu óc, tập thể dục bằng cách đi bộ hay lên xà. Các bạn nếu có muốn giải trí thì hãy chọn những bộ môn nào không dùng trí óc nhé. Tại vì chúng ta đã cốt là đã đụng lên trí óc rồi, nên chúng ta giải trí thì cần hoạt động thể thao như cầu lông, bóng đá, vân vân thì sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ và chuẩn bị tiếp tục làm việc trở lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.